qui rendra sur phase de réparation. It's an early chance for Scott McTominay. The fast ball, it's a brilliant ball. And Fulham score through Pereira. This is that. Goal! It is Cristiano Ronaldo. And that's more like CR7. Manchester United là một trong những câu lạc bộ bóng đá lớn nhất thế giới, nhưng không phải cầu thủ nào đến đây cũng có cái kết viên mãn. Có những cái tên từng khoác áo quỷ đỏ đó nhưng không thể tìm được chỗ đứng và chỉ thực sự bùng nổ khi rời khỏi nhà hát của những giấc mơ. Điều này đặt ra một câu hỏi: rời Manchester United có phải là một bước lùi hay đó là cơ hội để những cầu thủ này tái sinh và chứng tỏ giá trị của mình? Trong video hôm nay, chúng ta sẽ cùng điểm qua một số cái tên đã tìm lại phong độ và tỏa sáng mạnh mẽ sau khi rời đội bóng này. Rời Manchester United có thể là giấc mơ tan vỡ với nhiều người, nhưng với một số cựu quỷ đỏ, đó lại là khởi đầu mới cho sự nghiệp và sự bứt phá thực sự. Câu chuyện của họ giống như lật sang một chương mới với những màu sắc rực rỡ hơn, nơi mà họ thực sự được tỏa sáng và thăng hoa. Vậy, ai là những cái tên nổi bật đã tìm lại chính mình sau khi rời khỏi nhà hát của những giấc mơ? Hãy cùng điểm qua những cầu thủ đã rũ bỏ lớp bụi quá khứ và vươn lên trở thành những ngôi sao sáng nhất. Không ai có thể phủ nhận rằng David De Gea từng là một trong những thủ môn xuất sắc nhất của Premier League trong thập kỷ qua. Nhưng sự nghiệp của anh tại Manchester United đã có dấu hiệu đi xuống trong những năm cuối khi những sai lầm cá nhân bắt đầu xuất hiện và áp lực đè nặng lên đôi tay từng được coi là vách đá vững chắc. Đến cuối cùng, việc chia tay Old Trafford có lẽ là điều không thể tránh khỏi. Gia nhập Fiorentina sau gần một năm không thi đấu chuyên nghiệp, thủ thành người Tây Ban Nha đã tìm lại phong độ đỉnh cao mà ai nghĩ cũng đã mất đi. Đỉnh điểm là trận đấu gặp AC Milan nơi anh xuất sắc cản phá hai quả penalty trong cùng một trận đấu, giúp đội nhà giành chiến thắng trước gã khổng lồ của Serie A. Đó không chỉ là một chiến thắng, mà là lời khẳng định mạnh mẽ của De Gea rằng anh vẫn còn đủ bản lĩnh để cạnh tranh ở cấp độ cao nhất. Với phong độ đó, De Gea thực sự đã làm dậy sóng cộng đồng bóng đá Italia và người ta thậm chí còn tự hỏi, Man United đã vội vàng quá chăng? Mason Greenwood, cái tên từng gây nên không ít sóng gió tại Manchester United, nay đã tìm được sự hồi sinh tại Marseille. Những lùm xùm ngoài sân cỏ tưởng chừng như sẽ kết thúc sự nghiệp của anh, nhưng một lần nữa bóng đá chứng minh rằng nó có thể là cứu nguy cho bất kỳ ai có tài năng và lòng kiên định. Chỉ sau 7 trận đấu tại Ligue 1, Greenwood đã ghi 5 bàn thắng, khiến những chỉ trích về phong độ của anh ở Old Trafford trở thành quá khứ. Với tốc độ, kỹ thuật và khả năng dứt điểm đáng kinh ngạc, Greenwood không chỉ là một chân sút sắc bén mà còn là nguồn cảm hứng tấn công lớn nhất cho đội bóng nước Pháp. Anh trở thành cơn ác mộng cho các hậu vệ, khiến họ phải dè chừng mỗi khi đối mặt. Huấn luyện viên của Marseille liên tục dành cho Greenwood những lời khen ngợi, không chỉ bởi khả năng săn bàn mà còn bởi tinh thần chiến đấu mạnh mẽ mà anh mang lại. Rời Manchester United từ khi còn rất trẻ, Angel Gomez đã quyết định tìm kiếm cơ hội ở Ligue 1 trong màu áo của Lille, và đó có lẽ là một quyết định hoàn toàn đúng đắn. Tại đây, Gomez không chỉ phát triển vượt bậc mà còn trở thành một trong những tài năng trẻ đáng chú ý nhất của giải đấu. Sự thông minh trong lối chơi, khả năng di chuyển và kỹ thuật điêu luyện đã giúp Gomez không chỉ có suất đá chính thường xuyên mà còn tỏa sáng ở vị trí tiền vệ kiến thiết lùi sâu. Anh đã trở thành linh hồn trong lối chơi của Lille, và những đóng góp của Gomez không chỉ dừng lại ở mặt trận tấn công. Những đường chuyền sắc bén, sự kiểm soát bóng và khả năng đọc trận đấu của anh khiến nhiều người phải so sánh với những ngôi sao hàng đầu. Điều đáng nói hơn, Gomez đã được gọi lên đội tuyển quốc gia Anh, một cột mốc quan trọng trong sự nghiệp của bất kỳ cầu thủ nào. Đó là thành quả xứng đáng cho những nỗ lực và sự kiên trì của Angel Gomez. Một lần nữa, Manchester United có lẽ sẽ phải tiếc nuối khi để mất một tài năng mà họ chưa kịp khai thác hết. Cristiano Ronaldo là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại, và việc anh rời Manchester United lần thứ hai chỉ là một chương nhỏ trong sự nghiệp vĩ đại của mình. Sau khi chuyển đến Al Nassr ở Saudi Arabia, Ronaldo không chỉ chứng minh rằng anh vẫn còn rất nhiều sức lực để cống hiến, mà còn hướng tới những cột mốc vô tiền khoáng hậu. Với hàng loạt bàn thắng tại giải đấu, Ronaldo đang trên đường chinh phục cột mốc 1.000 bàn thắng, điều mà chưa ai trong lịch sử bóng đá đạt được. Phong độ ấn tượng của anh tại giải Ả Rập đã khiến người hâm mộ trên khắp thế giới phải thán phục, dù không còn thi đấu ở những giải đấu hàng đầu châu Âu. Ronaldo vẫn cho thấy anh là biểu tượng của sự vĩ đại và bền bỉ. Sự nghiệp của Ronaldo là minh chứng rõ ràng nhất cho câu nói tuổi tác chỉ là con số. Anh không chỉ ghi bàn đều đặn, mà còn đóng vai trò thủ lĩnh cả trong và ngoài sân cỏ, dẫn dắt đội bóng và truyền cảm hứng cho những cầu thủ trẻ xung quanh mình. Rời Manchester United để tìm kiếm cơ hội mới, Fred đã tìm được bến đỗ tại Fenerbahce, nơi anh trở thành trụ cột trong lối chơi của đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ.
Sự ổn định, những khoảnh khắc tỏa sáng và tinh thần chiến đấu không ngừng nghỉ của Fred đã giúp anh nhanh chóng chiếm được lòng tin của ban huấn luyện và người hâm mộ. Fred không còn bị coi là cầu thủ tầm thường như khi còn ở Old Trafford, mà giờ đây anh đã khẳng định được giá trị của mình. Đóng vai trò dẫn dắt tuyến giữa, Fred đã góp phần quan trọng vào thành công của Fenerbahce trong mùa giải này. Đó là sự hồi sinh đáng nể của một cầu thủ từng bị xem là thất bại tại Manchester United. Andreas Pereira cũng là một trong những cầu thủ đã tỏa sáng sau khi rời khỏi Old Trafford. Ở Fulham, anh nhanh chóng trở thành trụ cột của đội bóng với những màn trình diễn ổn định và đóng góp quan trọng vào lối chơi tấn công. Với kỹ thuật cá nhân tốt và khả năng tạo đột biến, Pereira đã giúp Fulham đạt được nhiều kết quả ấn tượng. Anh không chỉ là một cầu thủ kỹ thuật mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc điều phối và kiến tạo. Man United dường như đã mắc sai lầm nghiêm trọng khi để hai trong số những cầu thủ tiềm năng nhất của mình, Jadon Sancho và Scott McTominay rời đội. Cả hai ngôi sao này đã nhanh chóng khẳng định tài năng tại những đội bóng mới và sự thành công của họ là minh chứng rõ ràng cho việc Man United đã không khai thác hết khả năng của họ khi còn ở Old Trafford. Jadon Sancho là một trong những ngôi sao triển vọng nhất của bóng đá Anh khi anh trở lại Premier League từ Dortmund vào năm 2021. Tuy nhiên, thời gian ở Man United không mang lại những gì người hâm mộ kỳ vọng. Dưới triều đại của Erik ten Hag, Sancho gặp khó khăn trong việc cạnh tranh vị trí, thường xuyên phải ngồi dự bị và mất dần sự tự tin. Khi chuyển đến Chelsea theo dạng cho mượn vào mùa hè 2024, Sancho ngay lập tức tìm lại bản năng tấn công của mình. Dưới sự chỉ đạo của huấn luyện viên Enzo Maresca, Chelsea đã xây dựng một chiến thuật rõ ràng giúp Sancho phát huy hết khả năng của mình trên hành lang cánh trái. Kết quả là chỉ sau 5 trận đấu, Sancho đã có 3 pha kiến tạo, góp phần quan trọng vào thành công của Chelsea. Việc sử dụng anh đúng cách không chỉ giúp đội bóng mà còn đưa Sancho trở lại với phong độ đỉnh cao. Câu chuyện của Sancho tại Chelsea cho thấy rằng việc không được sử dụng một cách hợp lý đã khiến Man United bỏ lỡ một tài năng thực sự. Tại Stamford Bridge, Sancho không chỉ được trao cơ hội mà còn có được sự tin tưởng tuyệt đối từ Maresca, điều mà anh không nhận được ở Old Trafford. Nếu tiếp tục duy trì phong độ, Chelsea sẽ có lựa chọn mua đứt Sancho với mức giá khoảng 30 triệu euro, một món hời lớn cho một ngôi sao tấn công giàu tiềm năng như anh. Scott McTominay là một trong trường hợp khác khiến người hâm mộ Man United cảm thấy tiếc nuối. Từng là một chiến binh của đội bóng, trưởng thành từ lò đào tạo trẻ và cống hiến nhiều năm cho Quỷ Đỏ, nhưng ngôi sao người Scotland đã không còn được trọng dụng dưới thời huấn luyện viên Erik ten Hag. Việc anh chuyển đến Napoli vào mùa hè 2024 đã gây ra nhiều tranh cãi, đặc biệt khi McTominay ngay lập tức khẳng định giá trị của mình ở đội bóng mới. Trong 5 trận đấu đầu tiên cho Napoli, McTominay ghi 2 bàn thắng và có một pha kiến tạo, giúp đội bóng Ý dẫn đầu Serie A với 16 điểm sau 7 vòng đấu. Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Antonio Conte, McTominay đã trở thành một phần không thể thiếu trong sơ đồ chiến thuật của Napoli. Cựu danh thủ Ý Paolo Di Canio đã không ngần ngại bày tỏ sự bức xúc về việc Man United bán McTominay. Ông cho rằng đây là một trong những quyết định tồi tệ nhất của đội bóng trong những năm gần đây. Điều này cũng làm dấy lên câu hỏi về chiến lược chuyển nhượng của Manchester United. Họ đang thực sự cố gắng xây dựng đội bóng hay chỉ đang làm suy yếu mình bằng việc bán đi những cầu thủ có thể đóng vai trò quan trọng trong thành công của đội? Nhắc đến những cái tên rời khỏi Manchester United trong mấy năm gần đây mà tệ nhất đi, không thể không nói tới Paul Pogba. Đây có lẽ là một trong những trường hợp đáng thất vọng nhất. Từ một tiền vệ đầy tiềm năng, ngôi sao sáng giá ngày nào, giờ lại dính vào đủ mọi scandal, từ những vụ lùm xùm gia đình đến cả án phạt doping. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, dường như vận đen của Pogba đã tạm lùi bước. Gần đây, anh đã nhận tin vui khi tòa án thể thao quyết định giảm án và nếu mọi chuyện thuận lợi, Pogba có thể trở lại sân cỏ ngay trong tháng 1 tới. Đây sẽ là cơ hội để anh tìm lại bản thân và cứu vãn sự nghiệp, ít nhất là thêm một lần nữa. Vấn đề ở Manchester United là gì ư? Nói một cách đơn giản, cứ mỗi lần có cầu thủ xịn đến đây, y như rằng họ bị tụt phong độ không phanh. Từ Di Maria, Falcao, Depay đến Pogba hay là Sanchez, cứ tưởng là sẽ làm nên chuyện, nhưng kết quả cuối cùng toàn là thất vọng tràn trề. Lỗi do đâu? Do cầu thủ kém à? Không đâu. Mấy người này ở nơi khác đều tỏa sáng, thậm chí sau khi rời khỏi Old Trafford, họ lại có sự nghiệp vững chắc. Thế thì sao lại chìm nghỉm ở đấy? Nguyên nhân chính, Man United không có kế hoạch rõ ràng. Đôi khi mua sắm chỉ để chiều lòng fan, hoặc đơn giản là do không ký được mục tiêu ưu tiên rồi rơi vào tình trạng hoảng loạn mua lại. Bạn cứ nghĩ mà xem, bao nhiêu năm rồi đội bóng này thay tướng liên tục, mỗi ông lại muốn xây dựng một đội hình khác nhau. Thời Van Gaal thì chưa mộ người cho hệ thống kiểm soát bóng, rồi Mourinho lại muốn phòng ngự phản công, Solskjaer thì chẳng có gì đặc biệt cả, và giờ Ten Hag cũng đang loay hoay. Cứ mỗi lần có ông mới là đội phải thanh lọc hoặc tạm thời dùng đống hàng thải còn sót lại từ đầu bếp cũ. Khổ nỗi, cái thực đơn đó lại không khớp với phong cách mà ông muốn triển khai, nên lại đâm đầu vào một vòng luẩn quẩn không hồi kết. Cuối cùng thì vấn đề không nằm ở cầu thủ mà ở hệ thống điều hành, từ ban lãnh đạo đến chính sách chuyển nhượng. Man United cứ như một con tàu lớn nhưng thiếu người cầm lái đủ tài. Cái giá của việc không có chiến lược dài hạn
và rõ ràng chính là sự tụt dốc không phanh của cả một tập thể lẫn từng cá nhân ngôi sao. Man United chưa bao giờ là đất lành cho siêu sao và thực sự mà nói, câu chuyện này đã kéo dài hàng thập kỷ rồi. Khi nhìn vào danh sách những cầu thủ đẳng cấp thế giới từng khoác áo Manchester United trong suốt nhiều năm, ta có thể thấy một điều, rất ít người trong số họ thực sự tỏa sáng ở Old Trafford, dù có mang trong mình danh hiệu World Class hay sao hạng A. Khi bước chân đến Manchester United, mọi thứ dường như không bao giờ suôn sẻ cả. Hãy nghĩ về Alexis Sanchez, Angel Di Maria, Paul Pogba và gần đây nhất là Cristiano Ronaldo khi quay lại nhà hát của những giấc mơ. Kỳ vọng lớn lao, sự hâm mộ của các fan cuồng nhiệt, nhưng kết quả chung cuộc lại khá ảm đạm. Alexis Sanchez từng là một siêu sao khi ở Arsenal, ghi bàn đều đặn và tỏa sáng rực rỡ, nhưng chỉ sau vài tháng khoác áo Man United, anh biến mất hoàn toàn. Di Maria, một trong những cầu thủ chạy cánh hay nhất thế giới, giờ Real Madrid và đến United với giá khủng, nhưng chỉ sau một mùa giải, anh đã nhanh chóng bỏ chạy khỏi môi trường ngột ngạt ở Old Trafford. Thậm chí Paul Pogba, một cầu thủ tài năng đã giúp Juventus bay cao ở Serie A, cũng chẳng thể tạo ra tầm ảnh hưởng như kỳ vọng khi quay lại đội bóng cũ. Ronaldo là một câu chuyện khác, anh vẫn ghi bàn nhưng không còn là siêu sao gánh đội như những năm trước. Vậy tại sao Manchester United lại không thể là bến đỗ thành công cho những ngôi sao đẳng cấp như vậy? Thực ra câu chuyện này không chỉ bắt đầu từ thời hậu Sir Alex Ferguson, mà ngay cả khi Sir Alex còn dẫn dắt, vấn đề này đã tồn tại. Khi Sir Alex mua những cầu thủ tầm trung, ông có vẻ rất thành công. Ông biết cách khai phá những tài năng tiềm ẩn, biến họ thành những chiến binh thực sự. Nhưng khi mua các siêu sao, những cầu thủ được gắn mác World Class như Juan Sebastian Verón, mọi thứ lại không hề suôn sẻ. Verón là một trong những tiền vệ hàng đầu thế giới thời điểm đó, nhưng tại Old Trafford, anh chẳng thể hiện được gì nhiều. Có vẻ như khi đối mặt với những cái tôi quá lớn, môi trường của United không thể tạo ra đủ sự ổn định để họ tỏa sáng. Ngay cả khi Casemiro đến và ngay lập tức có mùa giải đầu tiên xuất sắc, mọi thứ cũng không kéo dài lâu. Casemiro chỉ chơi đúng một mùa giải đỉnh cao trước khi phong độ tụt dốc, không phanh. Điều này có lẽ không quá xa lạ với các fan của United. Môi trường tại Old Trafford dường như đã triệt tiêu sức sống và phong độ của những cầu thủ vừa mới chuyển đến. Nếu các cầu thủ nhanh chóng rời đi, họ có thể tìm lại sự nghiệp của mình ở một nơi khác. Di Maria tỏa sáng khi trở về Paris Saint-Germain. Lukaku cũng vậy khi trở lại Serie A. Nếu họ ở lại quá lâu, cơ hội hồi sinh sự nghiệp sẽ càng ít đi. Và thực tế đã chứng minh rằng môi trường của Manchester United không phải là nơi phát triển cho những cầu thủ đẳng cấp. Các thủ lớn khi đến đây dường như bị cuốn vào vòng xoáy tiêu cực, mất phong độ và chẳng thể hiện được gì so với kỳ vọng. Môi trường toxic tại Manchester United là một vấn đề nghiêm trọng. Áp lực truyền thông khổng lồ, các scandal nội bộ và đặc biệt là sự thiếu định hướng rõ ràng từ ban lãnh đạo đã khiến nhiều cầu thủ bị bào mòn. Không chỉ là vấn đề phong độ mà cả tinh thần chiến đấu và sự tự tin của họ cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Khi ở Manchester United dường như mọi thứ đều trở nên khó khăn hơn và các cầu thủ không còn có thể tự tin thi đấu với phong độ cao nhất của mình. Điều này cũng giúp giải thích vì sao các cầu thủ bây giờ thông minh hơn nhiều. Họ không còn cố đấm ăn xôi ở một đội bóng đang gặp nhiều vấn đề như Manchester United. Nếu thấy tình hình quá tồi tệ, họ sẵn sàng ra đi để cứu lấy sự nghiệp của mình. Và không ít người đã chơi hay hơn khi rời khỏi Old Trafford. Trường hợp của Jadon Sancho là một ví dụ điển hình. Khi rời Borussia Dortmund, anh là một trong những cầu thủ trẻ sáng giá nhất châu Âu. Nhưng khi đến United, mọi thứ đã không còn như xưa. Và bây giờ việc rời đi có thể là cách duy nhất để Sancho hồi sinh sự nghiệp của mình. Manchester United chưa bao giờ là đất lành cho các siêu sao, dù danh tiếng của họ vẫn là một trong những câu lạc bộ lớn nhất thế giới. Nhưng môi trường bên trong đội bóng lại đầy rẫy sự bất ổn. Những ngôi sao đến đây có thể mang theo kỳ vọng lớn lao, nhưng thực tế họ chỉ đang đối mặt với sự tụt dốc không phanh của sự nghiệp nếu không nhanh chóng tìm đường thoát ra. Nhìn lại những câu chuyện thành công sau khi rời Man United có một điểm chung. Môi trường mới đã giúp họ tìm lại chính mình. David De Gea, Mason Greenwood, Angel Gomez và nhiều cái tên khác đã minh chứng rằng rời Old Trafford không phải là dấu chấm hết cho sự nghiệp. Có lẽ vấn đề không nằm hoàn toàn ở cầu thủ, mà là ở hệ thống phát triển và cách họ được sử dụng. Một khi tìm lại được môi trường thích hợp, các cầu thủ này không chỉ hồi sinh mà còn vươn tới đỉnh cao mới. Vậy Man United đã thực sự khai thác hết tiềm năng của những ngôi sao này chưa? Câu trả lời sẽ còn tiếp tục được tranh luận trong tương lai. Nhưng tính đến thời điểm này, nếu chúng ta nhận xét rằng Man United là mồ chôn của những ngôi sao thì cũng chẳng oan ức tí nào đâu.